khi hai tay hướng xuống này, đánh chéo vào, ra, chéo vào một lần nữa. Nhưng khác nhau này, lần đầu tiên thì tay phải ở bên trong, lần thứ hai thì tay phải ở ngoài. Ok, tiếp theo này, nhẹ đưa nhẹ tay phải lên trên và xuống đổ. Tiếp theo square qua bên này, lại đưa nhẹ tay phải lên trên và xuống đổ. Ok, sau đó này băng tay phải ở trước 1, 2, 3, 4 lần, nhanh nhé, 7 và 8 và. Ok, tiếp theo hai cổ tay chạm nhau và hất cổ tay lên trên, sang nhẹ tương tự 2 lần. Sau đó đóng chéo hông ra, xoay ngửa lên này, xoay trả về lật lại, chéo vào và vào, phải kéo xuống, phải kéo xuống, én băng 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 băng. Sau đó cổ tay bên này nữa và đồng chéo hông ra, lật ngửa và về. Ok, đó là đánh tay. Có giờ với hông thì các bạn khi làm động tác này đầu tiên, các bạn sẽ đánh hông cho mình này. Đầu tiên chúc nhẹ hai chân và sau đó nhấc gót đổ để hông tương tự. Ok, bây giờ khi các bạn đẩy hông bên phải thì các bạn sẽ đổ người sang hướng bên trái và ngược lại. Hông với lại vai sẽ ngược hướng như thế này đây. Ok, về thử nhé. Đây, động tác này sẽ dùng hông. Tiếp theo cái này sẽ đứng im và không dùng hông. Không dùng hông. Cái này sẽ hơi dùng hông nhẹ. Tức là người sẽ hơi đẩy và nghiêng người. Chứ không cần đứng và đẩy lên đi. Chỉ cần nghiêng nhẹ thôi. Thử nhé. Động tác đầu tiên là cái động hông đứng nè. Hông phải, hông trái, đứng, im, chặt tay thôi. Và chặt tay. Tiếp theo băng. Bây giờ cái đầu với hông đẩy thôi. Bây giờ hông đưa rõ ràng. Thì đây mình xuống nhé. Ngửa xuống, lặp lại. Tên. Tên là đứng im này. Và đứng im này. Băng. 1, 2, 3, 4. Để hông nhẹ. Để hông nhẹ. Để hông là. Ok, bây giờ mình sẽ vào chỉnh nhé. 5, 6, 7, 8 đẩy hông, 1 và 2 im, 3, 4 xoay, 5, 6 em, 7 và 8 và 1, 2 em, 3, 4 đẩy hông rõ này, 5, 6 em, 7 em, 8 lặp, 1 em, 2 im, 3, 4 xoay, 5, 6 băng, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, để hông rõ, 5, 6, 7, 8. Rồi kết thúc combo để làm lại 2 lần đến đây nhé. Rồi cuối cùng một lần, 8 lần cuối cùng thì các bạn bước chân phải sang. Và sau đó là 6 không thì này hô, để hông qua, lại, trái, phải. Ok, nhìn kỹ này, nhấc hông trái. Đồng thời đưa gót chân nhé. Và sau đó này, xoay gót chân vào thì mình hai chân và đẩy hông sang phải như thế này. Ok, tiếp tục về với chân phải, lại nhấc gót và hông lên, sau đó lại xoay và đẩy qua trái. Các bạn tương tự nhấc lên này, đẩy này, nhấc lên này, đẩy, nhấc, đẩy, đẩy và 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7. Và 8, tay các bạn đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó là kết thúc bài 5, 6, 7, 8 đánh hông 1 và 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 và 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kết thúc. Tiếp theo là
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4,